Bên đây tôi có mời chuyên viên mất cấp đó. Làm đàng hoàng thôi. Anh đợi em chút đi. Cái mặt bên đây hơi động nè. Đó không? Đợi em chút. Trời ơi, để đánh cho. Trời ơi. Cái gì vậy? Tôi kêu em đợi đây em mất cấp cho tôi chứ phải em. Ủa anh giỡn như là cái gì? Anh không, anh quên em hả? Cái gì? Em mà mất cấp em phải làm chuyên viên mà. Em là ai đây? Trời ơi, bị sao có quay anh một bài hát anh nhớ không? Em là Thiếu Nguyễn hả? Trời ơi, dễ sợ. Thiếu Kiều, em gái đi nha. Được chưa? Nói chứ trời ơi, anh mà sao tự nhiên rồi không đi hát đâu, bây giờ nhảy qua làm make up vậy? Thì đó, thương kiếm thêm hả? Em nhảy qua em làm kiếm thêm. Trời ơi, cái này lâu. Bây giờ make up là một cái mặt là 1.5 triệu thôi mà. Một ngày làm 10 mặt là 15 triệu. Trời ơi, sống gì một tháng 450 triệu, một năm là 4 tỷ mấy. Trời đất ơi, lấy cái gì ra một năm mà có 4 tỷ mấy giờ tự nhiên là. Lâm mà Lâm. Lâu quá rồi Lâm không có gặp nha, Lâm quên nha. Thế là lâu quá rồi Lâm có làm cái gì nhiều quá giống Lê Giang không mà Lâm chích thuốc mê rồi Lâm nhớ không nhớ tới ai vậy Lâm? Đâu có chích thuốc mê đâu nè. Thì có chích nè, em đang nè, cho em coi cái mặt cứng lắm, không biết có căng cái gì tổng này không nè, đó. Không giúp đồng bọn với Lê Giang không mà thấy cứng lắm. Lê Giang rủ đi hoài. À phải không? Không có đi không? Lê Giang rủ đi đắp mặt rồi. Đập mặt sửa lại. Bởi vậy. Rồi có quan có đi không? Lê Giang rủ là gắn cái hộp gạo vậy mày nè. Vậy hả? Gắn hộp gạo luôn hả? Thôi em thấy nguyên miệng anh là nguyên một cái hộp bự lắm rồi đó. Nguyên một cái hộp mít chà bá còn làm gì nữa không nội. Ê nè, đừng có nghe lời Lê Giang, để bà đi làm bà tự thỏa mãn đi. Còn biểu anh. Đã đủ à? Em đi mấy lần đi Hàn Quốc đó, em đâu có dám đi đâu anh. Em nói thôi Giang ơi, nét đẹp em đã đẹp rồi, em đập ra cái nữa không ai nhận ra em. Lê Giang biểu anh đi làm ngực em. Được trời ác vậy. Đi làm ngực nam hay làm ngực nữ? Muốn ngực nam là ngực sao? Bây giờ nam có đặt ngực nữa. Là đặt sao? Bởi em thấy có nhiều người nam mà ngực to là ngực căng đó. Không có, là em có thấy con nhỏ 3D cho bạn em, nó làm ngực 6 múi, đúng rồi anh nói nhớ. Mà không biết nó làm sao đó, cuối cùng cái ngực nó thành giống như ngực con gái luôn. Bây giờ cắt ra không được mà đắp vô không xong đó. Nhưng mà bây giờ em thấy ngực cao đâu, đâu cần phải làm, nó ngực cao. Được rồi, đừng làm nữa, được rồi. Vậy là được rồi, giờ anh đủ tài rồi, anh đừng có làm lố quá. Về rồi mất công là anh phải mượn áo ngực vậy. Bữa nay em đi tới đây làm make up hay là em đi quay vậy? Đi quay. Em quay mãi mãi thanh xuân hả? Thì mãi mãi thanh xuân thì em sợ là anh không có thanh xuân bằng em. Nên em mới make up cho anh thanh xuân bằng em đó. Em quá thanh xuân mà đúng không? Mà anh nói em bữa nay mãi mãi thanh xuân là em phải về đội anh nha, đừng có về đội ốc nha. Không, em về đội nào cũng được. Về lông em về cũng được, mà về ốc cũng được. Về lông thì em chơi với lông, mà về ốc thì em đi ăn ốc. Ồ, cũng được đi. Đội nào cũng được hết á. Nhận mặt đúng là mãi mãi tuổi thanh xuân ha, mặt xuân lắm luôn á. Từ nhà mà quay mãi mãi thanh xuân là xuân luôn. Xuân mà căng mịn luôn, căng cứng nhắc luôn. Trời, đẹp quá. Một nét đẹp hoàn hảo, không hề hoàn hảo nha. Em giậm trên mặt thì đừng giậm dưới cổ nhột. Giậm cho da cổ nó bớt nhăn nè. Em nói da cổ mà nhăn nè. Ai mà chu đáo. Ốc à, em đã im lặng nãy giờ. Ốc từ nãy. Lại đi ốc. Trời ơi. Lại kim bán mỹ phẩm. Lại kim bán mỹ phẩm bây giờ mới lên đó. Ủa xong rồi đó hả? Xong mới xong. Em vô là xong luôn hả? Một ngày bán gần 400-500 cái sản phẩm mà anh nghĩ xin. Em chỉ nói nghe này, bây giờ sao nghe nói Facebook mà mình like buôn bán là nó lóc Facebook mình giống như Lê Dương Bảo Lâm. Bữa hôm nó like quá. Cái đó nó quá đáng, cái đó nó quá đáng, lố quá. Còn này ta đâu có lố đâu, một ngày người ta chỉ like kim khoảng tiếng này tiếng này. Chỉ làm cho những sản phẩm chính ngạch thôi. Vậy là sản phẩm được công ty họ nhập về đây và chính ngạch có đóng thuế. À thì là mới được like. Ồ, vậy là một ngày chỉ like khoảng 1 tiếng tới 2 tiếng thôi. Và một ngày chỉ bán khoảng 400-500 sản phẩm thôi. Không bán quá 1 ngày. Đúng rồi. Bởi vậy. Không, vậy là em vẫn chưa bằng Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm nó like cả ngày luôn mà. Chị mỗi lần chị lỡ mở cái nút thì chị sợ lắm. Cả nhà ơi, là mệt lắm. Mọi người ơi, mọi người mình không biết cái sản phẩm đó gốc gác nọ đâu, được nhập như thế nào đâu. Vậy được rồi, ngày mai chị sẽ nhập một số hàng chính phẩm về. Em quay nhà hàng, anh em like cái tiền được không? Được. Bây giờ em không lấy tiền bên anh cho em ăn miễn phí nguyên năm đi. Mỗi ngày em vô mang một lần em ăn 15 triệu thôi, em đi ra được không? 15 triệu là nhiều lắm đấy em biết không? Không, bên anh là có 279.000 cho 300.000 đi. Mà 15 triệu là một trăm đống thôi. Thôi em ăn khoảng 3 triệu ngày đi. Được, 300 ngày được, dư 3 triệu ngày có 10 người. 3 triệu ngày ăn không nổi luôn. Không ăn nổi. Ăn ngày hả? Đâu có, chị thấy ăn một ngày cỡ 300 thôi, phần còn lại chị mua bị phẩm mất 3 thôi. Quảng cáo mỗi lúc mọi nơi, quảng cáo mỗi lúc mọi nơi. Em quý vị ơi, nếu mà quý vị có cần mua sản phẩm Hàn Quốc hay là sản phẩm về nghĩa là chăm sóc da mặt, son môi khô. Ủa, đang quay vui mà sao biết mua mặt cái đồ liệu vậy? Để tôi nói cái chuyện, bây giờ quảng cáo là xong rồi, đông rồi, bây giờ em nói cái chuyện khác. Em đang nói cái chuyện á là anh đưa cái gift cho em mỗi ngày 3 triệu, em bán cái gift lại cho người ta 2.5 triệu, ngày em cũng được 2.5 triệu vậy, em không ăn được không? Em đi trước được không anh chị? Anh cũng vậy, chuẩn bị. Trời ơi. Anh chờ anh đi với em ơi, chờ anh đi với anh đi nha. Có ba triệu là không được rồi đó. Ôi nha, ở lại nha, mình đi nha. Tôi có thanh sỏ gì đâu mà sao mọi người nghe tôi nói chuyện xong tôi bỏ đi toilet hết trơn vậy trời. Trời ơi, cái gì trời, trời ơi, cái gì nhục nhã vậy, nhục nhiên con cá nục gì trời. Còn ai đó tôi nói chuyện không nè.